shopmoviet.vn bán ít liên quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào các bạn, như vậy đã nghỉ rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chắc hẳn là rất nhiều anh em đã chuẩn bị sẵn sàng cho 4 ngày nghỉ của mình rồi. Và hôm nay Mô Việt sẽ chơi con tướng Joker, nơi mà các bạn có thể bắn súng liên tục chứ không thèm phi đao như trước. Đó, một cái màn đổi lên như tấu hài của team mình và team bạn. Joker đi mid đối đầu với Kỷ đi mid, còn Quyền Vương đối đầu với Naudiel ở cái lên tà thần. Hack não anh em ơi, hack não mình nhưng mà lại không hack được cái bạn Mina khỉ hơi đen. Thế này thì mình không nên cái giày Hermes như mọi khi nha. Nên giày du mục và chơi Joker như một vị tướng AD với cái lượng sát thương liên tục. Thực ra đây là vị tướng mà cái đợt thay đổi này mình thấy cũng khiến con Joker nó bá quá anh em ơi. Bây giờ anh em build đồ theo phong cách sốc đam thì vẫn sốc đam được. Mà đánh thì nó lại càng khó chịu hơn. Đấy. Đánh ra theo cầu anh em thì hôm nay Mô Việt sẽ hướng dẫn anh em một cái build đồ cực kỳ mạnh cho vị tướng này nha, để các bạn có thể leo rank dễ dàng hơn với Joker trong cái phiên bản mới. Tình hình là đi với khỉ là hơi nhàn anh em ơi, đi với lau đi ao hợp lý hơn, nhưng mà dù đi với ai thì mình có thể vẫn có thể là counter dễ hai cái thanh niên này, đều có thể dễ chơi nha. Nói chung là Joker là anh em có vị tướng có thể đi SP, đi mid, đi top, đi AD, thậm chí là đi rừng, đi gì cũng được. Miễn là anh em có đường đi thôi. Chứ không có đường đi là kiểu gì cũng bó tay. Ok. Hơi già nhỉ, cái này có tốc biến là mình chơi luôn đấy. Có tốc biến là mình chơi luôn anh em ơi. Thôi, không tham nha. Giữ cái sự trong trắng của Joker. Thật sự là Joker không phải là một con người trong trắng đâu, là một nhân vật phản diện nhưng mà lại được yêu thích mọi thời đại đấy, với những câu nói là chất như nước cất. Câu nói nào thì các anh em đều biết rồi, và mình cũng đã làm rất nhiều video clip về con tướng Joker đây. Mình thì kết cái câu là bạn làm cái gì giỏi thì đừng làm nó miễn phí. Các bạn có thể sử dụng cái tài năng của mình để có thể làm được nhiều điều hơn, cho nên mọi người thành công. Ví dụ như Mô Việt chơi game, còn rất nhiều anh em thì có những tài năng khác, và hãy áp dụng tài năng của mình để trở thành người thành công. Rồi, còn bây giờ thì let's go. Đi thôi. Đi chung một team săn mạng nha. Bạn này làm cái gì? Bắn súng cho. Rồi, chiều cuối là lên thớt thôi. Quá dễ, và bắn súng thì liên tục, không phải bắn 5 phát đâu. Các bạn có thể bắn liên tiếp 10 phát với cái nội tại của Joker. Cái giá nội tại bây giờ đam nó không to như trước, nó không khống chế nhiều như trước, nhưng nó bắn liên tục. Đấy là cái hay nha. Mình sẽ lên đồ tốc đánh đầu tiên là cái giày du mục để có thể bắn liên tục. Đấy, vừa bắn liên tục lại còn bắn nhanh. Đó là cái ý tưởng của mình. Anh em vẫn có thể lên giày như mọi khi, có thể giày hộ vệ hoặc là giày Hermes hoặc giày kiên cường. Nhưng mà giày du mục sẽ khiến anh em có lượng sát thương theo thời gian, đam tay nhiều hơn. Và cái lý do mà bên gà lán họ thay đổi Joker ấy là muốn vị tướng này gây sát thương liên tục giống như những con tướng AD khác. Đó. Ok, mình đến lại có mạng anh em ơi. Kiểu gì cũng có mạng. Đây này. Cái SP team bạn này. Thôi, chiều cuối là chết thôi. Ok, sau đó Lavin nhở. Chạy đường nào. Boom này. Đam cực kỳ to nha. Nói chung là mình cực kỳ thích chơi Joker phiên bản mới này. Anh em yêu thích chơi Joker ấy thì chơi lại vị tướng này đi. Lâu rồi bỏ rơi thì chơi lại đi. Các bạn chơi như một sát thủ được, các bạn chơi như vị tướng AD đam theo speed được. Nói chung là chơi đa năng cực kỳ. Mà với cái build đồ này của Mô Việt, anh em theo dõi bên dưới nha, thì các bạn lại chơi vị tướng này lợi hại hơn rất là nhiều. Tốc biến và chiều cuối là có mạng rồi. Và cứ bắn tường thôi anh em ơi, bắn súng là chết. Ôi lạc lót thảm. Tham rơi nè, trời ơi. Ấn tham lên thớt luôn.
Thế anh em có yêu cầu tướng gì thì nhớ comment bên dưới nha. Và bây giờ là cái thời gian mà rất nhiều anh em đang chuẩn bị thi, sắp thi và đang thi rồi. Nếu anh em đang thi thì Mô Việt xin gửi một lời chúc may mắn đến anh em có một kỳ thi thiệt là may. Ôn gì chúng đó, bình tĩnh tự tin làm bài đạt thành tích thật là cao, hiệu quả thật là lớn và có những món quà thật là to nha. Ui, chúng choáng rồi, ôi thôi xong rồi anh em ơi. Khá là khó chịu, ăn choáng rồi, bạn Lạc lót ra nhanh quá mình không kịp ngáp luôn. Nếu anh em vẫn giữ cái build đồ cũ đó là cái thương xuyên phá và cái lanh rìa thì cái đam từ nội tại vẫn rất là kinh khủng nha. Để mình lên cái lanh cho anh em thấy, nó sẽ bắn vẫn rất là thốn. Mà anh em bắn liên tục thế này thì thôi, cứ bắn thường là có khi lên bản đánh số rồi. Đấy, đấy. Bây giờ là 1k đam nha anh em ơi. Chiêu cuối 2k đam. Nói chung là thấy Joker chơi sướng thực sự luôn, chứ không phải là BA tướng hay quảng bá tướng gì. Và tướng này thì tướng DC thì vốn nó đắt rồi, mà ra cũng rất lâu rồi, không phải quảng bá đâu anh em ơi, mà là khen tướng để anh em chơi tướng nhiều hơn. Trận đấu thì có lẽ là team mình đang giành lợi thế rất là nhiều, đặc biệt là SB đang xanh như bát canh. Mina xanh thì đứa nào giết được Mina trong đội hình team bạn nhỉ? Chưa có ứng cử viên anh em ơi. Chưa có ứng cử viên nào sáng giá cho cái vị trí là cho bé Mina lên thớt. Thành ra là trận đấu rất là dễ. Cứ thế là ta slow ball nhẹ nhàng, ta đẩy xe hàng và dễ dàng giành chiến thắng thôi anh em ơi. Lavin lên thớt, bé Bảo Trâm cute chạy làm sao được. Ui, khỉ cái tốc biến quá anh em ơi. Khỉ này, khỉ chết lốt này. Khỉ hết đường về rồi. Chạy đường kia bạn ơi, chạy cũng chết. Nói chung với chất tướng của team mình thì đầu game chắc chắn là khỏe hơn rồi. Và lên là phát huy cái lợi thế mà cứ ép lên thôi. Ăn thật nhiều mạng, cướp thật nhiều rừng, rồi lấy thật nhiều trụ và chiến thắng. Ăn mục tiêu lớn chiến thắng anh em ơi. Lạc Rốt là không có tuổi đối với Joker anh em ơi, không có tuổi luôn. Lavin thì bây giờ chưa ăn được mình. Còn Gindu thì phải đợi bạn ấy farm cái đã. Laurel thì cũng phải đợi farm, khỉ cũng vậy. Đội hình siêu lết và đội hình siêu khỏe đầu game thì anh em biết kết quả đấy. Ê, lần này không có như lần trước đâu nha. Lần này mình còn chiêu 2. Ok, 11-10 anh em ơi. Và hy vọng anh em thi cũng được 2 điểm 10 nha. À, 2 điểm 10 thôi, đừng có 1 điểm 1. Điểm 1 là điểm chết là toang đấy. Hai điểm 10, 1 điểm 9 thì cứ gọi là perfect đúng không? Thủ khoa luôn. À mà mình bây thấy bây giờ thủ khoa toàn 10 thôi. Xem học bài của các bạn mà toàn 10 thôi, choáng thực sự luôn. Nhưng là các bạn thi vào trường chuyên này, toàn 10, sợ thật. Ngày xưa học, gọi là học ngày học đêm, cái ngày cái đêm mà làm gì có chuyện là toàn 10 như thế anh em ơi. May lắm là một con, hai con 10 là kinh lắm rồi. Đây các bạn học bạn toàn 10, nhìn mà phát khiếp. Nhưng là các bạn thi vào trường chuyên nha. Siêu nhân cho mọi người rồi. Ơi chơi anh em ơi, hay quá Quỳnh Vương ơi. Rồi, lui nhẹ nha. Còn này là hơi bắt đầu có triệu chứng này anh em, chúng ta lại quăng game để tạo độ khó game thôi. Khi các bạn chơi Joker trong phiên bản mới này, các bạn có thể chơi theo phong cách lên cái thánh kiếm. Cũng rất là ok, nhưng mà ngày hôm nay thì mình không chơi phong cách dùng thánh kiếm đâu. Mình sẽ chơi Joker phong cách cung đà ma sẽ mạnh hơn. Nó không hên xui mà nó sẽ bắn đam rất là to mà phát nào cũng đau. Chứ không hên xui như phong cách các bạn lên thánh kiếm, mà cái này cũng hên xui nha, của cung tà ma cũng có chí mạng mình em ơi. Đam cực kỳ to, bắn một phát nữa là nên thớt rồi. Trong clip tiếp theo mình sẽ thử chơi phong cách full chí mạng được Joker, xem có thể chơi giống như vị tướng xạ thủ khác hay không. Nói chung là cứ làm phong cách chuẩn cái đã, trong phiên bản mới cái đã, để các bạn biết chơi tốt cái đã rồi chúng ta mới chơi được phong cách mới đúng không? Mới thay đổi kỹ năng mà anh em ơi. Có đồ chuẩn cho anh em chơi cái đã trước nha. Rồi cái bảng ngọc thì các bạn cũng có một chút tốc đánh rồi Joker nha. Bảng ngọc thì anh em dùng đến
10 viên tốc đánh tốc chạy ở ngọc tím đi. Còn ngọc đỏ thì các bạn chơi 9 viên công lý xương giáp, 1 viên thì để trên mạng thôi. Ngọc tím thì tốc đánh tốc chạy, hồng lục là công lý xương giáp. Nói chung là cái ngọc này các bạn dùng cho rất nhiều tướng, đấu sĩ, nữ bố, Airy, Joker. Không, bây giờ Circus thì không có thể dùng ngọc này được nữa rồi. Circus là mình mới nghĩ cái ngọc nó hợp lý hơn cho vị tướng Circus. Ngọc Circus mà anh em dùng ngọc cũ thì thôi khỏi chơi game. Tự nhiên sáng tác ra con Circus mà tướng vật lý ấy, mà lên đồ phép, lại còn lên đồ tanker thì mới khỏe. Thành ra là phải dùng ngọc xuyên giáp phép anh em ơi. Ngọc đỏ thì các bạn cứ xài ngọc 3 dòng cho mình. Ngọc tím thì ngọc tốc đánh tốc chạy, và ngọc lục thì tốc đánh xuyên giáp phép cho Circus. Có 26% tốc đánh, mà con Circus là rất là cần tốc đánh anh em ơi. Thôi đang lạc đề rồi, mình sẽ làm Circus ở video clip sau và hướng dẫn anh em chơi Circus làm sao cho hiệu quả. Cái con tướng đấy bây giờ không phải dễ chơi như trước, là khó chơi hơn rất là nhiều rồi. Khó chơi việc các bạn căn cái đòn nội tại đấy, dễ bị hụt đòn nội tại. Thành ra là có những trang bị để Circus chơi dễ hơn. Mình sẽ hướng dẫn trong clip sau anh em ơi. Còn bây giờ thì 15 mạng, cứ thế mà ta đẩy thôi. Dễ cực kỳ luôn. Game là dễ với Joker anh em, chất tướng khỏe đầu game, khỏe cuối game, ở giữa game cũng khỏe lốt. Nói chung là bây giờ thay đổi khiến Joker là không cần phải đợi kỹ năng, có khi anh em bắn nội tại thì cũng solo chết một đứa rồi. Đấy, một chiêu hai thôi anh em cũng cực kỳ nguy hiểm. Không sợ đứa AD nào hay sát thủ vật lý nào anh em ơi. Có chăng thì sợ quyền vương hay là những con tướng pháp sư gây sát thương từ xa thôi. Lao đèo không bay được đâu. Trận này lao đèo khỏi bay luôn. Toàn sát thủ mà bạn ơi. Và video clip mô Việt trời cho cờ đến đây hết rồi. Chân trời anh ơn đã cảm ơn anh em đã ủng hộ mình và hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.